Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông bà
Tứ Tôn, Thiện Đức Tăng, Trầm Minh. Kính thưa toàn thể quý phụ huynh, kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử cùng toàn thể các em thiếu nhi thân mến, Trung thu năm nay được diễn ra trong không khí cả nước, cả em thiếu niên tâm bờ chào đón Tết Trung thu thật là nhộn nhịp. Thay mặt cho toàn thể chư tăng ni tại Bồn Tử, thầy xin gửi lời tới toàn tá các em thiếu nhi những tình cảm thân thương nhất. Chúc các em đón một mùa Trung thu thật là vui tươi và đầy nồng thắm nhất. Các em thân mến, Tết Trung thu là một ngày Tết để tất cả các em nhỏ luôn luôn được đón nồng ấm từ tình cảm của các bậc cha mẹ và các những nhà tài trợ hảo tâm giúp cho em được những niềm vui sung sướng. Với những tình cảm thắm thiết đó, hôm nay chùa Miếu Giác long trọng tổ chức mùa Trung thu cho tất cả các em gia đình Phật tử và các em con em của các hội viên của chùa Miếu Giác nói chung và tất cả toàn thể các em thiếu nhi nhi đồng tại thành phố Biên Hòa. Một lần nữa thay mặt cho chư tăng Bồn Tử kính chúc các em đón một mùa Trung thu thật nhiều sức khỏe và ấm no dưới bàn tay của đấng mẹ hiền. Thầy xin tuyên bố chương trình Tết Trung thu tại chùa Viên Giác xin được phép bắt đầu. Thank you.
để đưa chị Hằng và chú Cùi đi du nhập khắp
thế giới. Nhưng anh Tiến đẹp trai đã vừa gọi điện để book một chiếc Boeing 3007 đón chị Hằng về đây. Một tràng pháo tay cho con chị Hằng xuất hiện. Chị Hằng đâu rồi? Chị Hằng ơi! Chị Hằng ơi! Chuyến bay Boeing 777 vừa rồi, và ảnh chính là chú cuội mạo danh là Xuân Tiến đó các bạn. Một tràng pháo tay cho chú cuội của chúng ta, chú cuội thời hiện đại. Và ngày hôm nay thì chị Hằng rất là vui khi được đứng cùng sân khấu với chú cuội hiện đại để cùng vui trung thu với các bé tại chùa Viên Giác. Không biết là những tiết mục vừa rồi có làm cho các bé vui không ạ? Vui không? Vỗ tay to lên nếu mà thật là vui. Có thấy chị Hằng đẹp không? Chẳng hơn. Anh Tiến lúc nào cũng không có thương chị Hằng hết á. Lúc nào Tiến cũng khen mà đẹp trai hết á. Đúng lại là ai tới sớm là được yêu sớm đó mấy em. Tới trễ là bị phạt đó mấy em. Không, mấy là thương chị Hằng giơ tay lên nè. Giơ tay nhiều lắm quá à. Bé nào ai giơ tay lát khỏi có quà, ngàn quà trong tay của cụ. Bé nào không thương anh Tiến giơ tay lên ạ. Dạ có luôn nha, có luôn nha. Bỏ tay xuống. Ai không thương tôi lắc khỏi đây quả. Ít lắm à, không thấy chưa có mấy người đâu. Thấy chưa? Rồi, chị Hằng à, tới trễ thế này nhưng mà chị Hằng, tại sao tới trễ? À dạ, tại vì giống như hồi nãy anh đã nói rồi đó. Dạ, phải trốn ở phàng xuống đây. À, đúng rồi, ngày mai tới 14 mới được thả đông. Chứ bữa nay 13 đi đâu trời. Dạ. Bây giờ đến đây chứ có ai nữa không? Dạ có có một tiết mục rất là đặc biệt và tiết mục này đến từ các bé của khu du lịch Vườn Xoài và các bé sẽ thể hiện một tiết mục múa mang tên Mẹ Hiền Yêu Dấu. Các bé hãy dành một tràng pháo tay đi nào.
yếu vậy? Hay không các bạn? Nhỏ lắm, hay không các bạn? Dội ơn các bạn. Con tên gì? Em tên Vi. Con mấy tuổi? Con 11 tuổi. Nếu Chúa mời con ở lại ở sân khấu để nhận quà, con đồng ý không? Con biết. Hỏi lại nè, nếu được mời ở lại sân khấu nhận quà, đồng ý không? Có. Có qua đây. Từ từ, tôi phải đưa một nhân vật nam ưu tú đây, lên đây. Từ từ, đàn ông phải mạnh mẽ lên không? Con tên gì? Bảo Liên. Sao con mệt thế? Hôm nay mẹ không cho ăn cơm à? Không. Sao đuối thế? Mua súng thêm mà nói chuyện đuối thế. Thế bây giờ được mở ra nhận quà nhận không? Có không? Có. Muốn nhận quà mày rẻ không nha? Qua đây. Ai muốn nhận quà? À đây, đó. Đùa tí thôi chứ nào, đùa tí thôi. Rồi giơ tay thế mà đùa tí thôi. Con tên gì? Tên Tiến Đạt. Tiến Đạt bao nhiêu tuổi rồi? Là 10 tuổi. À, Tiến Đạt 10 tuổi. Thế bây giờ Tiến Đạt được mời lại nhận quà, thích không? Có chất liệu. Không thích à? Không thích à? Không đi gì, hôm nay đi chung phụ với ai? Với chị. Rồi, cặp hoa về với chị nha. Hãy về nơi chốn bình yên, nơi đấy có tình yêu. Con lên đây. Sao? Thích không? Thích qua kia đứng, đấy. Con thích quà không? Có. Rồi, qua kia đứng nha. Rồi. Từ từ. Không có gì của bạn có vậy. Con nấu được nhận quà đâu đúng không? Rồi hôm nay mấy con đi với ai? À rồi, thế đi về nhé. Ai nhận quà thì ở lại. Đây này. Ở lại rồi. Rồi. Ở lại đấy, ai cả lại đấy. Ai nhận quà là ở lại. Thích thế. Đấy. Có mỗi anh kia đi về. Vui không? Phải thế. Thế giới này ai muốn nhận quà lên sân khấu. Từ từ, không có gì để vội vàng vấp vậy. Lên đi con. Vừa vừa thôi, vừa vừa thôi. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật to, thật dài, thật nồng nhiệt chào đón các gương mặt trên này. Đó, dù không biết quà bự bao nhiêu, dù không biết ở đây làm chi, mà cũng nhào nhào chạy lên cho bằng được. Vỗ tay to lên, khích lệ tinh thần. Ơi, có chú. Rồi. Cái nhóm mà ở cái vườn xoài này nè con, thì xin mạng phép được PR tí xíu là hiện nay cái vườn xoài nó tọa lạc ở bên Đồng Nai đó. Mà trong cái vườn không có cái xoài nó trơn, có toàn tre không à. Tre với cỏ, đó, không có xoài nha. Nói vườn xoài nó sang chảnh gì tới không có xoài. Con tên gì? Quý. Con mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? Dạ tám. Dạ tám. Xin hiểu các em, chị Hằng Nga không phải dạng vườn đâu nha. Không phải dạng vườn đâu, cũng là siêu mẫu hậu đó nha. Hoa hậu quý bà 4 năm liền của thiên đình luôn. Đó, hoa hậu quý bà chuẩn bị, hoa hậu đi. Rồi bây giờ bạn nào nam thì đi giống chị Hằng. Bạn nào nữ thì giống anh Tiến nha. Chị Hằng cao 1m1, đồng gót 1m4. Đó. Dạ, thấp lắm anh. Rồi chuẩn bị, âm nhạc nó lên, chị Hằng cắt bột. Đó, sân khấu là của chị Hằng, lát của mấy em. Dạ, cho em cái nhọt chờ. Thôi trước thì chủ nhà chị Hằng muốn nha. Mà khỏi muốn đi, khỏi muốn làm nè, em mất thời gian. Dạ, chủ nhà mà. Nhạc lên, chuẩn bị. Đủ gì âm thanh quá. Hello, no! I'm not a man!
về với mẹ. Chúc mừng cô đã nhìn thấy mẹ. Lần đầu mới có một lần ở trường nhân dân tổ chức trung thu. Các em vượt lên đi các bộ. Con về với mẹ đi con. Đi về với mẹ. Con xuống giỏi lên sân khấu bắt đầu đúng. Quá dữ rồi. Bây giờ đến vườn xoài đi, chuẩn bị bắt đầu vườn xoài sẽ đi vũ tay cho nhà. Được nhận quà một giải thưởng trị giá là một chuyến du lịch 300 triệu. Nghe câu hỏi trả lời. Ai là người xả rác đầu tiên ở Việt Nam? Nghe không? Một người trả lời ai là người xả rác, nếu trả lời đúng ở lại nhận quà, trả lời sai đi về. Bắt đầu. Ai là người xả rác đầu tiên ở Việt Nam? Chúc mừng con bữa nay con rất là may mắn, con là người đầu tiên trả lời và đáp án của con là rác hoàn toàn chất quốc. Đi về mà xả rác đầu tiên. Ai đường công chuẩn bị nha. Rồi không thuốc của chị Hằng. Chúc mừng con, giải thưởng 300 triệu đã thuộc về người khác và con đi về. Ai là người xả rác đầu tiên ở Việt Nam? Trời ơi, hay quá con. Sao bé? Xạo con mới đúng, ngày nào ăn kẹo cũng xả rác hết trơn á. Ai nữa? Hết rồi đúng không? Không trả lời được đúng không? Đi về. Người xả rác đầu tiên ở Việt Nam là công chúa Mỹ Châu. Tại sao? Tại vì Mỹ Châu bức lông rộng rãi đầy đường. Ai mà học câu chuyện An Dương Dương đó thì biết câu chuyện này đó. Ai Mỹ Châu bức lông rộng xả đầy đường hết trơn á. Nên là Mỹ Châu là người xả rác đầu tiên ở Việt Nam, giải thưởng 300 triệu thuộc về ban tổ chức. Sex lady, hey, I'm a bad lady, I should have gone.
bạn và mọi người có một đêm trung thu thật là vui vẻ. Cảm ơn Tiến Đạt. Xin nhắc lại là chúng ta sẽ không đốt đèn ở trong khu vực này, sẽ dễ gây ra hỏa hoạn và làm phỏng người bên cạnh. Xin phụ huynh lưu ý giùm cho ban tổ chức chỗ này ạ. Dạ, một lát nữa mình ra cổng chùa mình đốt nha. Bây giờ thì khu du lịch sinh thái Vườn Xoài sẽ trở lại với chúng ta qua một tiết mục nữa, chịu không? Xin cảm ơn. Bây giờ trước khi Vườn Xoài trở lại đốt câu nữa nè, ai là người làm hàng nhái, hàng giả đầu tiên ở Việt Nam? Lên đây, một phần quà chuẩn bị. Rồi hai con. Không thôi. Tại sao? Tại sao chập thủy là người giả? Bây giờ mà nếu như mà con mà được giải thưởng 300 triệu có chia cho đồng bọn của con không? Có không con, một chuyến du lịch có rủ mạng bạn bè đi chung không? Nhớ ngày hôm, chúc mừng con. Đó, Trọng Thủy là người làm hàng nhái, hàng giả đầu tiên ở Việt Nam với cái nỏ thần giả. Đó, và con tên gì? Đẹp. Hả? Đẹp. Tên đẹp hả? Đẹp. À đẹp, mà tôi nghe đẹp không ạ? Đạt mấy tuổi rồi? 8 tuổi. À, Đạt 8 tuổi rồi. Và giải thưởng cho Đạt trị giá 300 triệu đồng, tương ứng một chuyến du lịch là một năm tham quan chùa Viên Giác miễn phí, nhớ 14-15 cái tụng kinh là được rồi. Đó, nhớ đuổi bạn bè đi theo vô chùa cho con. Một năm tham quan chùa Viên Giác miễn phí trị giá 300 triệu. Cảm ơn quý vị. Không phải ai tới chùa cũng dễ nha. Cổng chùa rộng mở thênh thang, chứ đi ngang ngó cái nhìn mình đều phủ phạt bước đi à. Rồi vậy đó, ngộ lắm. Nó cổng chùa Viên Giác rộng mở gì đấy, chứ đi ngang ngó nhìn cái bước đi phủ phạt. Bây giờ sự phước lại của Vương Xoài. Thank you.
đứng yên lên, đứng yên ngồi hình đó, bước lên đây. Hỏi thăm biết coi. Có động tác là hay lắm nè. Động tác xong là cái ta bỏ lên xuống của mình con vậy là con quên bạn hay là sao hay là các bạn quên con quên mình. À cái động tác là một mình con solo là các bạn bỏ lên xuống con đứng dậy. Khí thế luôn, cảm ơn con bước xuống. Bây giờ này chúng ta cùng trình đại đức tiếp nhận chiếu xin lên phát biểu cảm tạ trước khi chúng ta đến với phút nhận quà. Một tràng pháo tay cho thầy Nhật Kiếu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hiền đức chứng minh tại buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý phụ huynh quan khách đại biểu tham dự tại buổi lễ tối hôm nay tại chùa Viên Giác. Từ phương xa con Thích Nhật Kiếu xin thay lời của đại đức trụ trì đã tại hải ngoại gửi lời thăm hỏi vận an sức khỏe đến vị chư tôn hiền đức tăng tại bộ từ và tịnh minh buổi lễ tối hôm nay. Kính gửi lời chúc phúc cầu an cho toàn thể quý phụ huynh đại biểu tham dự tối hôm nay và hân hạnh nhất tâm cầu nguyện ơn trên tam bảo gia hộ che chở cho các bạn thiếu nhi của chúng ta trong từ hôm nay từ hôm nay và mãi mãi về sau luôn sống trong sự tình yêu thương và hiểu biết chân chánh của Phật pháp để thực hiện buổi lễ tối hôm nay. Được sự ủng hộ từ vật chất đến tinh thần của quý mạnh thường quân, quý quan khách đã ủng hộ cho chương trình diễn ra một cách trọn vẹn. Còn thay lời cho đại đức trụ trì của Viên Giác thành tâm biết ơn thiên niệm công đức của chư tôn hiền đức tăng đã về tham dự tịnh minh cho buổi lễ hôm nay và cảm ơn quý quan khách đã cùng tham dự buổi lễ tối hôm nay, một buổi lễ tràn đầy hạnh phúc, một buổi lễ tràn đầy ý nghĩa. Con xin trân trọng kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngoài này cứ ai ra cứ phát cái quà rồi thôi.